Thông tin phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự lần thứ tư trốn khỏi nơi giam giữ vào tối 31 tháng 5 năm 2022 khiến dư luận đang đặc biệt xôn xao. Chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc vượt ngục và trốn chạy vào tháng 6 năm 2020, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này tiếp tục làm dấy lên những bất an trong dư luận. Triệu Quân Sự, 31 tuổi, là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Triệu Quân Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, rồi giết chết chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng. Triệu Quân Sự bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, Sự đã trốn trại sau khi cưa đứt song sắt phòng giam. Thế nhưng, tận mê game khiến Sự chỉ trốn được gần 1 năm. Chiều tối 15 tháng 12 năm 2015, Cục Truy nã Tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi bị can này đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau đó, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Đến chiều 3 tháng 6 năm 2022, Triệu Quân Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5 thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường trốn chạy, Sự đã lấy trộm điện thoại của một nữ công nhân gác trạm tín hiệu đường sắt qua đường ngang ở thôn Nam Bình, khu vực chợ Nước Mặn, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, và một chiếc xe máy để làm phương tiện để tẩu thoát ra hướng Bắc. Đến đèo Hải Vân, do lực lượng cảnh sát giao thông truy bắt, Triệu Quân Sự đã bỏ xe máy lại ven đường, rồi vượt dốc, trốn vào rừng rậm ẩn nấp. Nghiện game và có kinh nghiệm, nên trong quá trình bỏ trốn, Triệu Quân Sự không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Điều này càng khiến cho công tác truy bắt gặp muôn vàn khó khăn. Thời điểm đó, trong suốt nửa tháng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã phải ròng rã tìm kiếm ở khu vực rừng Hải Vân, nhưng không có kết quả. Cơ quan chức năng vất vả, người dân bất an, còn Triệu Quân Sự thì lại có một cuộc ngao du hết thăm thú phố cổ Hội An, lại đến ngắm cảnh ở bãi biển Đà Nẵng. Khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2020, sau khi ẩn nấp ở khu vực đồi núi rừng Hải Vân, Triệu Quân Sự đã di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đến khoảng 0 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2020, Triệu Quân Sự đột nhập vào nhà người dân, lấy trộm một điện thoại di động và 700.000 đồng, rồi đi bộ vào trung tâm Đà Nẵng nghỉ ngơi. Triệu Quân Sự ở lại Đà Nẵng khoảng 2 ngày, ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê. Đến sáng 7 tháng 6 năm 2020, Sự đón xe vào thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đi dạo khu vực phố cổ Hội An khoảng 1 giờ, thì tiếp tục đón xe ôm vào đến thành phố Tam Kỳ lúc 12 giờ ngày 7 tháng 6. Tại Tam Kỳ, Triệu Quân Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm một điện thoại di động. Sự bán được 2.500.000 đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng 8 tháng 6 năm 2020, Triệu Quân Sự đón xe khách Tam Kỳ – Nam Giang. Khi xe về đến bến xe huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Sự phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây. Đến khoảng 3 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2020, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 300.000 đồng, tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện, trộm được khoảng 6 triệu đồng và thuê xe ôm di chuyển theo hướng đến huyện Nam Giang. Thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng công an, sợ bị phát hiện nên đón xe về lại hướng thành phố Tam Kỳ. Khi đến khu vực bệnh viện Nam Giang, Sự xuống xe và đón taxi đi đến thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Triệu Quân Sự tiếp tục đón một xe taxi khác đi vào thành phố Tam Kỳ lúc 11 giờ cùng ngày. Từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm Tam Kỳ để chơi game. Đến khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2020 thì bị bắt giữ. Hành trình ngao du của Triệu Quân Sự cũng chấm dứt. Đúng rồi. Đuổi mà cái chỗ mình hết. Chứ còn gần nhất cho hết. Nó đuổi không được. Em nhảy lên chỗ nóc nhà người ta, em đặt lên. Tí bắt được. Tốn cũng rất bình thường đó. Tính bắt nãy. Được cũng được bắt thôi không? Đây là đứng yên chạy à. Cái thứ hai nữa, em sao nhảy được khỏi rào chứ. Không nhảy được rồi em.
xác định cái kỷ luật nữa, thời gian nó vào bên nhà nước. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Triệu Quân Sự án 6 năm tù, tội trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Tổng hợp các bản án trước đó, Triệu Quân Sự tiếp tục chấp hành án tù chung thân. Thế nhưng, tối 31 tháng 5 năm 2022, tức là gần 2 năm sau cuộc vừa cục, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục phát đi thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đã trốn khỏi trại giam vào khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2022. Theo Công an thành phố Thanh Hóa, Triệu Quân Sự hiện đang lẫn trốn trong khu dân cư. Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp của, manh động và nguy hiểm. Vì vậy, cơ quan chức năng thông báo để nhân dân biết và cảnh giác. Ai phát hiện đối tượng không chủ động tiếp cận đối tượng, đề nghị thông báo cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất, hoặc gọi theo số điện thoại 0983 736 704. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nút ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái. Báo Thanh Niên sẽ liên tục thông tin về việc truy bắt Triệu Quân Sự.